Vâng như thường lệ trong khung giờ tiếp theo của chương trình cà phê ngày mới, chúng tôi sẽ được điểm qua những thông tin nổi bật đã được báo chí đăng tải trong ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta đến với một tờ báo lớn là báo Tuổi trẻ. Tình hình dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đang có những bước tiến triển và một trong những việc mà thành phố này đang triển khai ở những ngày gần đây đó là việc tháo dỡ các rào chắn tại một số quận quyền. Việc tháo dỡ gào trắng không chỉ bỏ được sự bất tiện trong đi lại, mà còn tháo dỡ được tâm lý nặng nề của người dân sau thời gian dài họ thực hiện giãn cách xã hội một cách căng thẳng. Và đây cũng là dấu hiệu dân hồi sinh của thành phố. Vậy thì việc tháo rào trắng được triển khai như thế nào? Quý vị có thể tìm đọc nội dung này trên trang 2 của báo tuổi trẻ số đăng ngày hôm nay. Trao đổi với báo tuổi trẻ thì ông Trần Phi Long là chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11 thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết quận đang chờ sát ngày xem chủ trương như thế nào sẽ thực hiện với các chốt do phường quận quản lý thì đã tháo lát đác, chốt quận do công an thành phố phụ trách thì đợi. Đối với các vùng chưa ổn định thì quận vẫn muốn giữ được ngày nào hay ngày đó, vì thành phố đang thực hiện theo chỉ thị giãn cách nên vẫn sẽ hạn chế việc đi lại. Mình giữ để đảm bảo an toàn cho bà con, còn lại các nơi an toàn thì quận đã cho tháo dần. Còn bà Trương Minh Kiều, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 5 thì chia sẻ, quận 5 làm từ từ chứ không làm hàng loạt vì sợ người dân chủ quan nên phải có bước đi đệm. Quận làm âm thầm chứ không công bố. Quận đang bước vào đợt xét nghiệm toàn dân đợt cuối trước ngày 30 tháng 9, nếu kết quả khả quan sẽ gỡ dần các chốt. Trong khi đó tại vùng xanh là quận 7, ông Trần Chí Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy thì cho biết, hiện tại vẫn chưa thực hiện việc tháo chốt. Quận có biết chủ trương nhưng phải đợi hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố và công an thành phố bằng văn bản chính thức. Thưa quý vị, cũng trên báo Tuổi Trẻ số ra sáng ngày hôm nay có một bài viết Nguy cơ di rời nhà máy hàng loạt vì quy định mới. Và cụ thể, thì nếu áp dụng các quy định như trong dự thảo quy định, quy định chi tiết một số điều luật bảo vệ môi trường năm 2020, thì hàng loạt các doanh nghiệp có nguy cơ phải đóng cửa, di rời hay là tốn rất nhiều những chi phí. Đó là phản ánh của rất nhiều doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng trong và ngoài nước về những quy định, những chi tiết của luật bảo vệ môi trường. Và cụ thể thông tin về bài viết này, chúng tôi xin được trích đọc cùng với quý vị khán giả. Theo bài viết, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường 2020 còn có nhiều quy định ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất kinh doanh. Cụ thể, điều 39 của dự thảo quy định phải dán nhãn nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm hàng hóa thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy. Bà Đỗ Thị Thùy, bà Đỗ Thị Thúy Hương, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam cho rằng, quy định này không chỉ gây tốn kém khi phải thay đổi toàn bộ nhãn sản phẩm mà còn trái với thông lệ quốc tế. Quy định này cũng không phù hợp với Nghị định số 43-2017-NDCP về nhãn hàng hóa, trong đó không bắt buộc như là các thông tin này. Quy định cũng trái với các hiệp định tự do thương mại như EVFTA, quy định không được dùng nhãn hàng hóa làm rào cản thương mại. Điều 52 về khoảng cách an toàn với môi trường, với khu dân cư, dự thảo cũng không có phân biệt giữa doanh nghiệp cũ và mới. Từng xảy ra nhiều trường hợp dự án đảm bảo khoảng cách với khu nhận dân cư, nhưng sau thời gian đi vào hoạt động thì dân cư chuyển đến xây nhà ở ngay bên cạnh. Khi đó, nguy cơ doanh nghiệp phải dọn đi nơi khác. Và quý vị khán giả có thể tìm đọc, tìm đọc bài viết này cùng với những thông tin rõ hơn trên trang số 6, số 7 báo tuổi trẻ sáng ngày hôm nay. Giáo dục cũng được báo chí đề cập trong ngày hôm nay cũng rất đáng chú ý. Mời quý vị chúng ta hãy cùng điểm qua. Xét tuyển học bạ trong tuyển sinh được xem là phương án tối ưu trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp. Đặc biệt vừa qua với những thí sinh điểm cao vẫn trượt nguyện vọng 1, xét tuyển học bạ đang được xem là giải pháp tiến bộ Tuy nhiên đối với không ít thí sinh, có điểm trên học bạ lại khá trên so với điểm thực, thì vấn đề đặt ra là xét tuyển sao cho công bằng. Quý vị có thể tìm câu trả lời cho câu hỏi trên ở trang báo số 9 báo pháp luật Việt Nam với bài viết là xét tuyển học bạ cần điều kiện để đảm bảo tính công bằng. Theo một chuyên gia giáo dục cho biết, nếu xét tuyển bằng học bạ là một phương thức tiến bộ, nhưng nó sẽ là tai họa nếu chất lượng giáo dục phổ thông không được đánh giá chính xác và không đảm bảo được sự công bằng trên cả nước, bởi trên thực tế đã từng xảy ra hiện tượng làm đẹp học bạ khi mà bệnh thành tích không dễ gì xóa bỏ trong một sớm một chiều, dù ngành giáo dục đã đặt ra mục tiêu học thật, thi thật và chất lượng thật. Có thể nói xét tuyển bằng học bạ là một cách làm khá phổ biến trên thế giới, song ở các quốc gia tiên tiến đi kèm luôn là những điều kiện và sự đảm bảo cho tính minh bạch, cũng như chất lượng thực sự và công tâm công bằng. Thế nên mới có chuyện một số trường đại học lớn mỗi năm cho thôi học hàng trăm hoặc hàng ngàn thí sinh. Đây cũng là xu thế chung của thế giới. Vào đại học thì dễ, nhưng ra trường được hay không? chính là do nỗ lực không ngừng ở mỗi thí sinh. Thưa quý vị khán giả, chúng ta thường thấy rằng là sẽ có các học sinh hay là phụ huynh học sinh sẽ nợ học phí của các trường học. Thế nhưng có một thực trạng đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh thì hoàn toàn ngược lại, đó chính là trường lại nợ học phí của phụ huynh học sinh. Và do dịch bệnh kéo dài thì một số cơ sở giáo dục cũng như là các trung tâm ngoại ngữ đã thu tiền chọn gói của phụ huynh xong lại không có khả năng hoàn phí do không duy trì hoạt động dạy học. Và đây là một thực trạng rất đáng báo động và chúng tôi xin được trích đọc cùng với quý vị khán giả thông qua trang 14 số báo Người lao động sáng ngày hôm nay. Phản ánh với báo Người lao động nhiều phụ huynh có con học tại trường mầm non Mai Vàng 127-129 đường 17, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trường đã thu học phí tháng 5 nhưng do dịch bệnh học sinh nghỉ học luôn sau đó. Đến nay thì đã gần 5 tháng, trường này không có động thái hoàn trả học phí. Tương tự, nhiều phụ huynh có con em học tại trung tâm ngoại ngữ SAS đã cho biết họ không nhận thông tin gì của trung tâm và các giải pháp cho phần học phí đã thu, cho đến khi nhiều học viên và giáo viên tố cáo trung tâm này nợ lương không hoàn trả học phí và không liên lạc được. Trao đổi với phóng viên báo Người lao động, nhiều phụ huynh cho biết, dịch bệnh là điều không ai mong muốn, các cơ sở giáo dục khối ngoài công lập gặp nhiều khó khăn, phụ huynh sẵn sàng chia sẻ trong khả năng. Tuy nhiên, điều họ mong muốn là giải pháp công khai, minh bạch của các cơ sở chứ không phải là im lặng rồi mất tích. Cũng liên quan đến câu chuyện gian lận học phí, thưa quý vị và các bạn, ở báo lao động cũng có đề cập đến thực trạng này ở trang số 3. Quảng cáo nhiều khóa học phi công với mức phí lên đến hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty Venture Aviation chưa hề được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép về cơ sở huấn luyện bay đủ điều kiện đào tạo. Nếu không có sự kiểm chứng, người dân có thể bị lừa bởi những dòng thông tin quảng cáo rập lờ trái phép. Đây là một thông tin được đáng chú ý ở trang 3 báo lao động với bài viết quảng cáo chui về đào tạo phi công, học phí hơn 2 tỷ đồng bài viết của phóng viên Đình Trường và Đặng Tiến. Theo bài viết được chia sẻ trên trang website của Venture Aviation tự giới thiệu, công ty được lập ra với mục đích hỗ trợ đồng hành cùng học viên phi công được quý quyền từ các đối tác đào tạo để thực hiện tuyển sinh cho chương trình huấn luyện phi công thương mại với học phí cố định tốt nhất, thời gian huấn luyện nhanh đi kèm cơ sở vật chất chất lượng huấn luyện đạt chuẩn quốc tế được phê chuẩn bởi tổ chức hàng không dân dụng thế giới và cục hàng không Việt Nam. Trao đổi với Báo Người Lao Động. Bởi với báo lao động thì ông Hồ Minh Tấn, là trưởng phòng tiêu chuẩn an toàn bay cục hàng không Việt Nam thì lại khẳng định chứng chỉ mà công ty Venture Aviation dùng để quảng cáo là cục hàng không Việt Nam phê chuẩn cấp cho trường APF Flight Academy của Đài Loan. Đại diện cục hàng không Việt Nam cho biết Venture Aviation cũng không phải là chi nhánh của APF Flight Academy tại Việt Nam. Có chăng chỉ là một đơn vị tuyển sinh không có chức năng đào tạo huấn luyện. Cục cũng đã yêu cầu tổ chức APF Flight Academy báo cáo giải thích rõ về sự việc này. Những thông tin mà công ty Venture Aviation quảng cáo là sai sự thật và không đúng. Việc đào tạo phi công, trung tâm huấn luyện phi công Venture Aviation quảng cáo đã sai phép. Thưa quý vị, có một câu chuyện mà chúng tôi cũng đã cảnh báo rất nhiều lần trong các bản tin của Cà phê Ngày Mới. Tuy nhiên vẫn còn đang xảy ra trong thực tế đó chính là tình trạng mạo danh lừa đảo để lấy phí hay là lấy lãi suất cắt cổ. Một trong những chiêu trò do một số tổ chức cá nhân nhưng chưa được cấp phép đã giả mạo, đã mạo danh các tổ chức tài chính để răng bẫy trong bối cảnh người lao động mất thu nhập vì dịch bệnh kéo dài như là hiện nay. Và cụ thể về thông tin này cũng đã tiếp tục được phản ánh trên trang 1 và trang 7 của báo Lao động số ra sáng ngày hôm nay với bài viết đủ kiểu lừa người lao động vay tiền nhanh online xin được phép trích đọc với quý vị khán giả ngay sau đây. Chuyên gia tài chính tiến sĩ Nguyễn Duy Phương cho biết, nạn nhân dính bẫy vì nghĩ có thể thanh toán dễ dàng, nhưng khi không được trả hết một khoản nhỏ cũng sẽ phát sinh lãi. Người vay sẽ không lường được con số này tăng một cách kinh khủng như thế nào. Ví dụ, vay 2 triệu họ sẽ trừ trực tiếp 800 tiền phí, 100.000 tiền lãi và chỉ chuyển 1,1 triệu đồng. Sau 7 ngày thì người vay phải trả họ 2 triệu đồng. Đến thời gian đáo hạn nếu người vay không trả được thì nhân viên tiếp tục giới thiệu các app mới để nạn nhân tiếp tục vay trả nợ cũ. Theo luật sư Nguyễn Thanh Nhã, công ty luật DBS, việc giao dịch qua app rất dễ dàng. Người vay chỉ cần điền thông tin cá nhân, số tài khoản nhận tiền hay gửi ảnh chụp chứng minh nhân dân và đồng ý cho app truy cập danh bạ điện thoại một số người trước khi quyết định vay tiền qua app không tìm hiểu kỹ thông tin điều khoản dịch vụ các quy định về lãi phí cũng như hạn mức trả nợ nên đã gặp rất nhiều rắc rối pháp luật hiện chưa có hành lang pháp lý cụ thể quy định về việc cho vay online qua app vì thế nhiều app cũng đã lợi dụng kẽ hở này để cho vay với lãi suất cao vượt mức quy định từ hàng chục cho đến hàng trăm lần đây là hành vi vi phạm pháp luật hình sự người vay cần liên hệ với cơ quan chức năng vào cuộc điều tra đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình Thưa quý vị, thưa các bạn, dù đang cố gắng đảm bảo khẩu phần ăn mỗi ngày cho các loài động vật, nhưng theo Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, nếu không được hỗ trợ kịp thời thì mọi thứ sẽ dễ rơi vào bế tắc. Đó là thông tin được đưa ra trong bài viết Thảo Cầm Viên Sài Gòn cần hỗ trợ gấp từ ngân sách ở trang 5 báo người lao động. Chúng tôi sẽ được trích đọc trong ngày hôm nay. Bài viết này cho biết từ tháng 5 năm 2021 đến nay, Thảo Cầm Viên Sài Gòn phải đóng cửa do Covid-19. Trong giai đoạn giãn cách như thế này, Thảo Cầm Viên Sài Gòn chỉ khác ngày thường là không có khách đến tham quan còn các hoạt động chăm sóc động vật, thực vật vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày. Theo dự toán, từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2021, chi phí chăm sóc động thực vật, các khoản chi khác cho hoạt động của đơn vị này cần đến số tiền là 45 tỷ đồng. Trước thực tế trên, để chăm sóc động vật thực vật cũng như đảm bảo đời sống của nhân viên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã có văn bản gửi sở xây dựng đề xuất hỗ trợ chi phí thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng động vật, duy tu, bảo quản công viên cây xanh trong 6 tháng là hơn 30 tỷ các khoản chi gồm chi phí thức ăn cho động vật chi phí thuốc thú y chi phí thuốc bảo vệ thực vật công cụ dụng cụ vật tư sửa chữa chi phí điện nước chi phí các dịch vụ mua ngoài tiền lương bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trong thời gian chờ hỗ trợ từ ngân sách đơn vị đã tính đến phương án đi vay đồng thời làm việc với nhà cung ứng xin trả chậm để đảm bảo được hoạt động Thưa quý vị, còn trên báo Đại Đoàn Kết số ra sáng ngày hôm nay ở trang 4 và 5 cũng có một bài viết rất đáng quan tâm, đó là băn khoăn tìm lao động xanh. Chúng tôi xin được phép trích đọc với quý vị khán giả những thông tin cụ thể ngay sau đây sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19, doanh nghiệp đã khẩn trương xây dựng kế hoạch tái sản xuất khi Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa nền kinh tế. Tuy nhiên, vấn đề doanh nghiệp băn khoăn hiện nay là làm thế nào để lao động các tỉnh quay trở lại nhà xưởng làm việc được an toàn, được tiêm đủ vaccine covid-19. Về vấn đề này, ông Nguyễn Chánh Phương, phó chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần phải theo dõi tỷ lệ tiêm vaccine trên chuỗi cung ứng hàng hóa, đặc biệt là lao động các tỉnh thành chứ không đơn thuần là vấn đề dịch tễ cho phép người lao động quay lại làm việc khi được tiêm ít nhất một liều vaccine, đồng thời cho phép cơ chế tiêm phòng vaccine dịch vụ để doanh nghiệp có thể chủ động trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không chỉ riêng các lãnh đạo doanh nghiệp chăn trở về số lượng lao động quay trở lại làm việc và tính an toàn cho người lao động, bản thân của những người lao động cũng thắc mắc về vấn đề này. Nói về công tác đưa người lao động trở lại các tỉnh thành phố, ông Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, quan điểm của Công an Thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ hết mức để người dân quay về thành phố Hồ Chí Minh, song luôn phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Việc kiểm soát sẽ gắn liền với đảm bảo an toàn về y tế. Vâng, chúng tôi vừa điểm qua rất nhiều những thông tin được báo chí đề cập trong ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc chi tiết. Bên cạnh đó thì cũng có thể là theo dõi lại nội dung này ở trên kênh YouTube của kênh VTC9.